Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay nhân dịp ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, mình nhiệt liệt chào mừng quê hương đất nước kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vui lòng giảm tốc độ. Thì mình đi hồi sớm giờ công chuyện thì mình thấy ngày hôm nay người dân cả nước ai cũng được nghỉ lễ, được cộng với hai ngày cuối tuần nữa là 4 ngày. Thấy ai cũng tấp nập, xe cộ họ cùng nhau về quê để đặng mà nghỉ lễ. Rất là tự hào anh chị các bạn, thấy rất là vui. Đây là lần đầu tiên hơn 35 năm mình sống xa tổ quốc, là phải nói là đây là lần đầu tiên mình ở quê nhà dự cái lễ 2 tháng 9 ngày Quốc Khánh của đất nước. Phải nói nhìn thấy quê hương đất nước phát triển và đổi mới từng ngày từng giờ, rất là tự hào, một niềm vui phải nói là rất là phấn khởi. Cuộc sống của người dân của mình ngày hôm nay họ có cái ăn nên làm ra, cho nên khi dịp lễ như vậy các bạn thấy nhiều cơ quan công ty được nghỉ phép 4 ngày ở nhà. Tôi thấy là họ tổ chức những cái sinh hoạt gia đình rất là vui. Phải nói là đi đâu thì đi, chứ mình tôi thấy cũng không nơi nào bằng ở quê nhà. Các bạn thấy sang xứ người ta thì cuộc sống nó rất là tất tần tật, nó sức ép nó rất là lớn. Ở quê nhà thì mặc dù mình không bằng ai nhưng mà mình cũng tự hào là người Việt Nam và có cái cuộc sống không có đến nỗi mà quá tồi tệ. Tôi thấy rằng rất là vui anh chị các bạn. Cái đây là mấy chục năm rồi tôi mới có dịp để giữ được cái ngày 2 tháng 9. Cờ đỏ, sao vàng và cờ đảng treo khắp nơi, mọi nhà nhà người người đường xá được trưng bày rất là hoành tráng, không gì bằng tôi thấy ở quê hương cả. Rất là xúc động khi thấy đất nước mình ngày càng một phú cường và thịnh vượng, và người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Các bạn thấy chiến tranh đã đi qua lùi xa, ngày hôm nay đất nước mình vươn lên với cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng để đất nước ngày càng một thịnh vượng và cuộc sống tốt hơn. Tôi thấy rất là vui. Các bạn thấy hồi nãy giờ sớm giờ tôi đi thì đường xá ở những cái đi qua những cái khu thành phố, đường xá thì rất là đông đúc, người dân ai cũng tranh thủ đi về nhà để vui chơi và cùng với gia đình nhân dịp lễ Quốc Khánh cuối tuần. Khi mà tôi đi ra chợ cái vùng ngoại ô này thì nó hơi vắng một chút thôi, nhưng mà ở những cái khu vực thành phố lớn tôi thấy rất là sung túc, xe cộ thì rất là tấp nập, ai cũng đèo nhau trên những cái túi ba lô gánh lòng nhau về quê để đặng mà ăn mừng lễ Quốc Khánh. Cho nên là mình thấy một cái sự việc rất là hay, nên cho nên like để đặng mà chia sẻ cùng anh chị em các bạn để mình cùng nhau hướng về với quê hương với tổ quốc. Đi đâu thì đi, nhưng mà quê hương của mình vẫn là cái nơi chôn nhau cắt rốn. Nếu các bạn nghĩ rằng Việt Nam còn là quê hương của bạn, hãy cùng chung tay nhau mà trở về với quê hương, xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Chứ mình ngồi đó mà mình cứ phê phán, mình chỉ trích mà mình không có xây dựng gì được thì đâu có ích lợi gì. Lời nói phải đi đôi với thực hành, phải về với quê hương, phải sống với người dân trong nước rồi mình mới hiểu được cái cuộc sống ở quê nhà như thế nào. Nan đề thì cũng được
sẽ được các cơ quan nhà nước người ta giải quyết rất là ổn thỏa. Đó là điều rất là tốt. Các bạn thấy đất nước mình ngày hôm nay có được như vậy, biết bao nhiêu xương máu những anh hùng đã hy sinh nằm xuống, biết bao nhiêu người đã từng đứng lên gọi là khởi nghĩa để đặng mà giải phóng dân tộc. Nhưng con đường cứu nước của Bác Hồ rất là vĩ đại, các bạn thấy không? Rất là hay và tuyệt vời. Bác ra đi tìm đường cứu nước sau hơn 30 năm bắt trở về và kêu gọi người dân cả hai miền cùng chung nhau mà giành lại cái độc lập của đất nước. Vô cùng tự hào chứ mà. Cho nên Lợi Minh cũng thấy rất là vui và xúc động, cho nên live stream gửi đến anh chị các bạn. Và mình xin tạm dừng live ở đây, hẹn gặp các bạn ở live khác. Chúc anh chị các bạn ngày lễ Quốc Khánh nhiều sự may mắn và niềm vui. Và luôn luôn lái xe thì phải hết sức là an toàn, tham gia giao thông để cùng nhau xây dựng cái xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Xin chào quý bạn chị các bạn. Bye bye.